Xin lệnh lễ sư ạ. Còn kính lệnh lễ sư ạ. Con kính lĩnh lễ sư ạ. Dạ. Hôm qua do vì có cái tang lễ đột xuất cho nên chúng tôi thông báo cái lớp học hơi trễ. Do vậy một số học viên khi vào trong phòng các vị không hay. Trong các ngày sau thì tôi sẽ cố gắng tìm cái phương pháp cách nào đó để các vị trữ học viên khỏi phải chờ. Dạ con thưa sư, dạ thưa sư, hôm nay đạo hữu Phước Duyên sẽ phụ giúp sư. Dạ con đã thấy sư trao quyền co-host. Dạ con kính chào sư. Dạ dạ. Dạ, các vị, các vị chúng ta bắt đầu lớp học. Ngày hôm nay học tiếp về cái phần phần sở hữu tình hảo biến hành. Và ở trong cái phần sở hữu biến hành này đó thì chúng ta đã học bảy sở hữu đầu tiên là tính, niệm, tàm úy, vô tham, vô sân và hành xả. Và chúng ta còn 12 sở hữu biến hành, tình hảo biến hành còn lại, tất cả là 19 sở hữu tình hảo biến hành. Và xin nhắc lại là khi mà chúng ta nói về cái sở hữu hay là đặc tính của tâm đó thì bởi vì là một cái đặc tính cho nên khi phân tích đó, thì chúng ta kể đầy đủ, nhưng mà đôi khi đó, nếu mà không có điều kiện đó, thì chúng ta cũng không thấy cái biểu hiện. Ví dụ như chúng ta nói rằng là một cái ly bằng nhựa đó, đó nó có cái đặc tính đó là nó kháng lửa, nó không có bị cháy. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có đốt đó, thì chúng ta cũng không thấy được cái đặc tính kháng lửa của cái ly nhựa đó. Hay là chúng ta có một cái loại vải nào đó mà nó có cái đặc tính là nó không có bị thấm nước. Nhưng mà nếu mà chúng ta để trong nhà khô ráo đó, thì chúng ta cũng không có thấy được cái đặc tính đó nó biểu hiện ra ngoài. Tương tự như vậy đối với các cái sở hữu tâm. Khi mà chúng ta học đó, thì chúng ta thấy trong một tâm đó nó có gồm có nhiều cái đặc tính hay là cái nhiều cái sở hữu, thì chúng ta hiểu rằng là do vì là cái tâm đó vốn có những cái đặc tính đó, chứ không phải là những cái đặc tính này ở trong trường hợp nào nó cũng có thể chúng ta thấy biểu hiện ra bên ngoài. Sau này ở trong cái phần lộ trình tâm đó thì học kỹ hơn về cái đặc tính biểu hiện đó. Ngày hôm nay chúng ta học tất cả là 12 cái sở hữu của tình hảo biến hành. Thì trong 12 sở hữu này nó thì gồm có 6 cặp. Nó gồm có 6 cặp, tức là cặp tịnh, khinh, nhu. Tình khinh nhu. Thích. Thuần. Chánh. Ở đây mỗi cặp đó thì có 2, gồm có thân và tâm. Tương tự như vậy, tất cả các cặp còn lại thì đều có đều chia là 2. Như vậy thì chúng ta có
sáu cái cặp sở hữu tình hậu biến hành tiếp theo, đó là tịnh thân tịnh tâm, kinh thân kinh tâm, nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm, thuần thân thuần tâm và chánh thân chánh tâm. Và ở đây có một cái từ gọi là chữ thân, chữ thân chữ Pali là chữ kaya, giống như thân thể của chúng ta đó thì cũng xài chữ kaya, và tâm là citta. Thân á, thì có hai loại thân, đó là cái sắc thân và cái danh thân. Cái sắc thân đó tức là cái thân sắc pháp do tứ đại và các cái sắc ý đại sinh, nó giống như là cái thân thể chúng ta như vậy đó, thì cái đó thuộc về sắc thân. Rồi cái danh thân đó là chỉ cho cái thân của danh pháp. Thì danh pháp chúng ta, danh pháp á, danh á, thì gồm có danh á, thì gồm có tâm và sở hữu. Và cái sở hữu này đó là những cái bộ phận để làm nên cái tâm. Nó giống như là ở trong cái cơ thể của chúng ta mà có nhiều cái bộ phận làm nên, tập hợp nên cái thân sắc quẩn. Như là chúng ta gồm, nếu mà nói theo thành phần sắc pháp đó, thì gồm có tứ đại và các cái sắc ý đại sinh. Rồi nếu mà nói theo ngôn ngữ thông thường đó, thì chúng ta gồm có, chẳng hạn giống như là nói về khí cảnh thể trược, thì gồm có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thủy, thận, tim, gan, vân vân. Thì tất cả những cái thành phần đó, đó mà tạo thành một cái gọi là cái sắc thân. Thì cũng như vậy, đối với phần danh đó, thì cũng có nhiều cái thành phần sở hữu mà làm nên cái tâm. Do đó đó là đối với cái phần danh đó, thì sợ cái phần sở hữu này á, cũng được gọi là thân, nhưng mà là danh thân. Thì ở trong cái tịnh thân tịnh tâm này đó, là cái chữ thân ở đây á, là chỉ cho sở hữu, thân ở đây là chỉ cho sở hữu. Thân ở đây á, là chỉ cho sở hữu tâm. Còn tâm á, thì tất nhiên là 121 tâm. Tương tự đối với các cái cặp sở hữu còn lại cũng vậy, là khinh thân khinh tâm, khinh thân khinh tâm, nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm, thuần thân thuần tâm, chánh thân và chánh tâm. Thì cái thân và tâm cũng hiểu rằng là gồm sở hữu và tâm. Do đó mà có những vị đó, thì cái chữ ca giá này đó được dịch thoát đi là tánh. Chữ ca giá này đó còn dịch thoát, dịch theo cái nghĩa của cái chữ sở hữu là tánh. Tánh tức là cái đặc tính của tâm, hay gọi là cái sở hữu, để cho rõ ràng. Tuy vậy đó, thì ở đây chúng ta cũng tôi cũng dùng lại cái chữ thân, là bởi vì cái chữ đó nó vừa sát cái chữ Pali, hơn nữa là cũng là một cái chữ phổ biến mà các vị Phật tử học viên, nhất là những vị đệ tử của Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự vẫn dùng. Như vậy thì ở đây chúng ta có, ở trong cái phần sở hữu tình hảo biến hành còn lại đó, thì chúng ta sẽ học thành 6 cặp, tức là hai sở hữu chung một phần. Như vậy thì ở đây chúng ta có cái sở hữu gọi là tịnh thân tịnh tâm.
tịnh thân tịnh tâm. Hai cái sở hữu này đó Kaya Basate. Hai sở hữu này á, về đặc tính hay là chức năng hay là cái biểu hiện hay là điều kiện á, thì là giống nhau. Chỉ chẳng qua đó là một cái nó là hỗ trợ cho các cái sở hữu đồng sanh khác, rồi một cái đó thì lại là sở hữu hỗ trợ cho tâm. Chẳng hạn giống như là tịnh thân thì sở là sở hữu này hỗ trợ cho các cái sở hữu đồng sanh khác, còn tịnh tâm á, là sở là hỗ trợ cho cái tâm có mặt khi đó. Như vậy tịnh thân tịnh tâm á, tức là một cái đặc tính của tâm tịnh hảo mà nhờ đó cái tâm này được yên tịnh khỏi các cái phiền não làm xáo độc xáo trộn cái tâm trí. Cụ thể đó là khi một người mà có cái tâm bất thiện đó, thì khi đó cái tâm hồn của họ nó bị xáo trộn. Và cái gì làm cho cái tâm bất thiện nó bị xáo trộn, đó chính là những cái đặc tính hay là những cái sở hữu phóng dật hay là sở hữu hối. Thì cái tịnh thân này đó, cái đặc tính tịnh thân và tịnh tâm á, tức là cái đặc tính này làm cho tâm và sở hữu được yên tịnh, không bị xáo trộn do các cái phiền não phóng dật và hối quá. Thì các vị ghi vào cái hai cái đặc tính này chung. Đặc tính của tịnh thân, đặc tính của tịnh thân tức là sự an tịnh. An tịnh khỏi phiền não. Khỏi cái phiền não xáo trộn. Não hoặc đơn là phóng dật. Phóng dật và sở hữu hối. Rồi cái phần thứ hai là cái phần chức năng. Chức năng thì làm cho tâm và sở hữu an tịnh. Làm cho tâm và sở hữu an tịnh thì ở đây viết chung như thế này, chúng ta hiểu rằng là cái tịnh thân á thì làm cho sở hữu an tịnh, rồi cái tịnh tâm thì làm cho tâm an tịnh. Và cái thứ ba là cái biểu hiện. Biểu hiện tức là tâm và sở hữu được an tịnh. Và cái thứ tư tức là điều kiện để cho hai sở hữu tịnh thân tịnh tâm này có mặt á, là nhân cần thiết. Nhân cần thiết ở đây á là do vì
hai cái sở hữu này hỗ trợ cho tâm và các sở hữu khác đồng sanh được yên tịnh. Do đó mà cái nhân cần thiết này thì tất nhiên là phải có tâm và sở hữu, bởi vì nếu không có tâm và sở hữu thì cái đặc tính này nó không có cái đối tượng nó hỗ trợ, do đó nhân cần thiết tức là có tâm và sở hữu. Thì những cái sáu cái cặp sở hữu tịnh hảo biến hành này thì sau này chúng ta học thậm chí chúng ta có quên thì chúng ta vẫn nhớ rằng là 12 sở hữu tịnh hảo biến hành này cộng với 7 sở hữu tịnh hảo biến hành mà chúng ta đã học đó là một nhóm chung lúc nào cũng có mặt hết. Nên là nếu mà các vị không có nhớ từng cái sở hữu một á, thì nó cũng không có trở ngại lắm cho cái việc mà chúng ta học các cái phần sau. Tuy nhiên mà nhớ được thì nó vẫn tốt. Ở đây chúng ta nhớ là tịnh kinh nhu thích thuần chánh. Tịnh kinh nhu thích thuần chánh. Thì trong tịnh nó thì có thân tâm kinh cũng vậy. Nhu thích thuần chánh. Rồi cái cặp sở hữu. Kế tiếp đó là kinh thân và sở hữu kinh thân. Hai sở hữu chung cặp. Chữ khinh thì các vị biết là khinh là nhẹ. Khinh thân, sở hữu khinh thân tức là cái đặc tính của sở hữu này làm cho các cái sở hữu đồng sanh được nhẹ nhàng. Sở hữu khinh thân, khinh tâm là làm cho tâm được nhẹ nhàng. Mà tâm được nhẹ nhàng như thế nào? Là bởi vì khi mà cái tâm mà có những cái phiền não hôn trầm thị miên thì khi đó được xem như là cái trạng thái tâm nó bị trì trệ, chậm lục, nặng nề, giống như là khi mà chúng ta lười biếng hay là cái tâm giả dụi hoặc là cái lúc mà buồn ngủ thì khi đó là cái tâm nó là không có muốn hành động, lui sụp đối với cái công việc mà mình đang làm. Thì cái sở hữu khinh thân, khinh tâm á, là cái đặc tính của cái sở hữu này đó là giúp cho tâm loại trừ được cái sự trì trệ của tâm và các cái sở hữu. Hay nói cách khác đó là giúp cho tâm loại trừ được hai cái phiền não là hôn trầm và thụy miên. Thì đối với một vị tu thiền á, là hai cái sở hữu này đặc biệt quan trọng. Là bởi vì nếu mà vị nào mà hai cái sở hữu, hai cái đặc tính tâm này mà nổi trội đó, thì vị đó tránh được cái hôn trầm bà thị miên. Và trong kinh nữa kể lại là có một điều đặc biệt đó là ngày Mục Kiền Liên. Khi mà ngày vừa gặp ngày Á Xá Chí và ngày chứng sơ quả đó, thì sau đó ngày xuất gia với ngày được Đức Phật hoặc ngày cho xuất gia đó, thì trong một cái tuần lễ đầu tiên đó, trong khi mà ngày tu thiền đó, thì ngày lại là bị cái hôn trầm thị miên này. Và khi đó là mỗi cái tầng thiền của ngày nó thì được Đức Phật ngày hướng dẫn từng bước một. Và do vậy sau này ngày Mục Kiền Liên có nhắc lại rằng là
Ngài chính là một người đệ tử, một được bậc đạo sư hướng dẫn từng bước một. Là khi đó Ngài tu thiền mà Ngài bị cái tâm nó, Ngài cảm thấy cái tâm nó nặng nề, nó lui sụp, nó trì trệ, và do vì Ngài bị lúc đó Ngài bị buồn ngủ. Và nếu mà khi nào mà cái trong tâm mà có cái sở hữu khinh thân khinh tâm này nổi trội đó, thì khi đó cái tâm nó không có bị hai cái phiền não là hôn trầm và thị mê, thì cái đặc tính của hai cái sở hữu này các vị ghi đó là tôi ghi rõ luôn để cho các vị dễ nhớ. Hôn thủy ở đây là cách viết tắt của cái hôn trầm mà thủy nhiên. Làm cho tâm và sở hữu, tất nhiên ở đây tâm và sở hữu đồng sinh, ghi rõ luôn ở trên, tôi ghi không có không được, và tâm và sở hữu đồng sinh nhẹ nhàng. Thứ ba là cái biểu hiện tâm và sở hữu đồng sinh thoát khỏi hôn thủy. Và thứ tư là điều kiện cần có, nhân cần thiết. Nhân cần thiết dĩ nhiên là có tâm và sở hữu. Tôi không biết hôm nay có sư Hạnh Tuệ ở trong phòng không? Dạ có thưa sư. Nếu mà có sư Hạnh Tuệ, sư Hoan Hỷ là một số học viên mà viết không kịp á. Rồi cảm ơn sư, nãy giờ sư viết được không hay. Dạ. Tại vì như vậy nó nhanh hơn. Thì quý vị nào mà biết không chưa kịp thì Hoan Hỷ coi cái phần sư Hạnh Tuệ viết lại đó. Rồi cái sở hữu, cái cặp kế tiếp đó là sở hữu nhu thân, nhu tâm.
là Kayamuruta. Chữ nhu á có nghĩa là mềm, giống như chúng ta nói, người ta nói là thấy lấy nhu mà thắng cương, tức là lấy mềm mà thắng cứng. Nhu là mềm mà cương là cứng, chữ đó là chữ Hán, còn chữ Bali thì cũng có cái nghĩa đó. Và chữ Buddha có nghĩa là cái sự mềm mỏng nhu nhuyễn. Bởi vì một cái tâm mà chấp thủ một cái điều nào đó, đó được xem như đó là một cái tâm thô cứng, không có dễ dàng uốn nắn. Dân Việt Nam chúng ta có cái chữ là người cứng đầu, hay nói một đứa trẻ nào đó cứng đầu, tức là nó đi ngược với cái sự cứng rắn, nó không có cái nhu thuận, mềm mỏng, dễ uốn nắn. Thì cái tâm mà được gọi là một cái tâm thô cứng á, tức là một cái tâm đó cố chấp và không có dễ dàng mà thay đổi, thì đó là một cái tâm thô cứng. Và cái sở hữu nhu thân nhu tâm á, tức là cái sở hữu này có cái đặc tính, đó là đối trị lại cái sự thô cứng của tâm. Và một cái tâm mà thô cứng đó là một cái tâm khi mà vướng mắc phải chẳng hạn những cái loại phiền não như là ngã mạn, tức là lúc nào nghĩ rằng là mình phải mình hơn người, hoặc là một người có cái tính so đo, lúc nào cũng so đo là mình hơn người, mình bằng người, hoặc là mình mặc cảm, mình thua sút người, vân vân. Thì những cái trạng thái tâm đó được gọi là những cái tâm thô cứng. Hoặc là một người mà họ chấp giữ một cái điều gì đó một cách ngoan cố. Ví dụ giống như là gần đây những cái dịch bệnh ấy, rất là nguy hiểm, nhưng có số người họ nghĩ rằng là bằng cái đức tin tôn giáo của mình sẽ được hỗ trợ và mình sẽ không có bị lây nhiễm, và do vậy họ không có cẩn thận giữ gìn. Thì khi mà mình có một cái sự chấp cứng vào một cái quan điểm nào đó, thì khi đó cái tâm nó không có được mềm mại nhu nhuyễn, mà Đức Tông Kinh hay gọi là một cái tâm khó sử dụng, khó tu tập. Thì cái sở hữu nhu thân nhu tâm á, ở trong cái sở hữu tịnh hảo đó, thì cái đặc tính á, là khiến cho cái tâm nó không có rơi vào những cái trạng thái cực đoan thái quá. Thì khi đó được gọi là cái sự mềm dẻo của tâm. Và cái mềm dẻo đó nó chính là cái nhu thân và nhu tâm. Cái Bali là Kayamudita và Chittamudita. Ở trong kinh còn ví dụ giống như là khi mà một người thợ kim hoàn họ muốn làm trang sức á, thì đôi khi họ cần phải nấu kim loại để cho nó chảy ra, nó không còn bị cứng nữa. Thì khi đó họ dễ dàng họ đổ vào những cái khuôn mẫu nào tùy thích, thì cái trạng thái mà mềm mại của cái tâm dễ uốn nắn thì được gọi là nhu thân và nhu tâm.
cái chức năng thì làm cho cũng như trên, làm cho tâm bà sở hữu đồng sanh. Sở hữu đồng sanh không bị thô cứng. Là cái biểu hiện tâm và sở hữu đồng sanh loại trừ các chấp thủ. Tất nhiên ở đây là loại trừ ở trong một cái mức độ là tương đối, diệt trừ. Bởi vì khi nào mà có cái tâm thiện hay là cái tâm tình hảo nói chung, thì khi đó là nó cái tâm của chúng ta tạm thời khi đó là vắng mặt của các phiền não. Nhưng mà nếu mà các phiền não mà mãnh liệt á, thì nó sẽ lấn áp các cái tình hảo này. Số 3, giờ này là 4. 4 là nhân cần thiết, cũng tất nhiên giống như là trên, là cũng nhân cần thiết. Tôi cố gắng tôi viết mấy cái này, thì nó cũng dễ hiểu, nên cố gắng tôi viết nhanh. Có tâm và sở hữu đồng sanh, cũng tương tự như trên. Bởi vì nó hỗ trợ cho tâm và sở hữu cho nên phải có tâm, là cái điều kiện cần thiết là phải có tâm và sở hữu. Giống như người dạy phải có cái điều kiện, phải có người học, chứ không có người học thì người dạy sao dạy cho ai. Rồi cái sở hữu kế tiếp là sở hữu khinh nhu thích, sở hữu thích thân, thích tâm, kayakammanyata và citta kammanyata. Cái thích thân thích tâm ở đây tức là cái khả năng thích nghi khi mà trong tâm một cái tâm tình hảo hay là một cái tâm thiện, thì khi đó cái đặc tính là khích thích thân và thích tâm là làm cho cái các cái tâm và các cái sở hữu đồng sinh được thích nghi với cái cảnh thiện. Thì cái thích thân thích tâm này đó, nó sẽ giúp cho những cái gì mà làm trở ngại cho cái tâm hướng thiện. Ví dụ giống như là đối với một người đó là khó có thể có được cái từ tâm, là do vì cái hận tâm của họ quá lớn. Và chính vì cái sự sân hận trong lòng quá lớn như vậy đó, là cái lòng từ đó, nó không có, nó rất là khó có thể tu tập được. Thì khi đó cái sở hữu thích thân thích tâm này đó
nó có cái đặc tính đó là nó loại trừ những cái pháp nào mà làm cản trở cho cái thiện tâm. Hay nói cách khác đó là khi có cái đặc tính thích thân thích tâm này đó, thì cái giúp cho cái tâm và các cái sở hữu đồng sanh đó, thích nghi đối với cái cảnh thiện vì cái đặc tính đó, cho nên gọi là thích thân thích tâm. Đặc tính đó. Thích nghi với thiện. Cái chức năng là loại trừ pháp đối lập, ví dụ như là một người tu tập tâm từ á, thì ngoài cái sở hữu tâm, cái sở hữu vô sân là để đối trị với cái sự sân hận á, thì bên cạnh đó nhờ cái hai cái đặc tính của cái thích thân thích tâm này á, mà cái việc mà loại trừ được cái lòng sân hận với cái oan trái đó thì nó dễ dàng hơn. Thứ ba là cái biểu hiện tâm và sở hữu thích nghi với cảnh. Cái thứ tư thì cũng giống như cái trên, nhân cần thiết. Các vị ghi bài cho nhanh đó, thì chúng ta có thể nói là như trên. Như trên tức là như các cái cặp trước đó. Rồi cái sở hữu kế tiếp, cặp kế tiếp là sở hữu là thuần thân thuần tâm. Đây là cái giáp ba của nhà ta. Chích tập 3 của nhà ta. Cái giáp 3 của nhà ta, chích tập 3 của nhà ta. Cái chữ ba quy chánh ta nó có cũng có vài nghĩa. Cái nghĩa mà phổ biến nhất đó
tức là cái sự thuần thục và cái sự điêu luyện. Ví dụ giống như là một người mà mới biết lái xe đó, thì họ lái xe một cách khó khăn, nó không có như ý. Và khi đó, khi mà họ chạy xe một thời gian đó, thì họ trở thành quen thuộc với cái công việc của họ. Thì cái việc mà quen thuộc như vậy đó thì được gọi là thuần. Nhưng mà chữ thuần này đó, nó còn có nghĩa là một cái sự lành mạnh. Giống như chúng ta nói là một cái tâm hồn lành mạnh, tức là một cái tâm hồn mà nó không có bị những cái điều, những cái suy nghĩ ác xấu nó chi phối. Thì cái sở hữu thuần thân thuần tâm ở đây đó, nó chỉ cho cái, nó chỉ cho cái ý nghĩa lành mạnh của tâm. Tức là khi mà một tâm mà nó không có bị những cái phiền não chi phối, nó cũng giống như là một người mà không có bị những cái cơn bệnh hoành hành, thì khi đó cơ thể của họ khỏe mạnh. Và tương tự như vậy đó, với một người mà một cái tâm hồn không có bị những cái phiền não chi phối đó, thì tâm hồn đó gọi là có cái thuần thân và thuần tâm, tức là một cái sự lành lành mạnh của tâm hồn. Đây, chúng ta ghi cái đặc tính. Sự lành mạnh của tâm và sở hữu. Ghi như vậy thì các vị sẽ hiểu rằng là cái thuần thân á, tức là sự lành mạnh của sở hữu, và thuần tâm là sự lành mạnh của tâm. Hai là chức năng. Giúp cho tâm và sở hữu không bệnh hoạn. Tất nhiên bệnh hoạn ở đây là chỉ cho phiền não. Là biểu hiện. Tâm và sở hữu. Tích cực đối với thiền pháp. Và thứ tư là nhân cần thiết. Nhưng cần thiết thì cũng như trên. Rồi chúng ta có cặp cuối cùng là sở hữu.
chánh thân. Chukata. Chữ chánh này nó là cái sự chánh trực, là sự ngay thẳng. Và chữ Uchukata chứ không phải là cái chữ Samma. Chữ ngay thẳng ở đây tức là khi mà một cái tâm mà rơi vào bất thiện đó, thì cái tâm nó được ví dụ giống như là một cái tâm lệch lạc, một cái tâm nó không còn chính trực, thì cái đặc tính của cái sở hữu chánh thân và chánh tâm này đó là cái đặc tính nó là luôn luôn là giúp cho cái tâm và sở hữu được ngay thẳng. Và cái ngay thẳng ở đây, cái sự chính trực ở đây tức là cái sự hướng thượng, tức là nó không có lệch qua về những cái gì tà bại, thì gọi là chánh thân, chánh tâm. Đặc tính nó là chánh trực. Chức năng giúp tâm và sở hữu không rơi vào tà bại. Biểu hiện tâm và sở hữu được chính trực. Ví dụ giống như là một người có cái lòng tin, nhưng mà nhờ cái sở hữu chánh thân chánh tâm này á, mà cái lòng tin nó trở thành là cái chánh tính. Một người nó có cái sự ghi nhớ, nhưng mà nhờ cái sở hữu chánh thân chánh tâm này đó, thì cái niệm đó, cái sự ghi nhớ nó trở thành là chánh niệm. Như vậy là chúng ta học như vậy đó là cái phần sở hữu tịnh hảo biến hành. Thì tôi lặp lại là cái sở hữu tịnh hảo biến hành đó là những cái đặc tính của đặc tính tịnh hảo có mặt ở trong tất cả các cái tâm tịnh hảo, bất luận cái tâm tịnh hảo nào, kể cả đó là những cái tâm quả. Thì cái tối thiểu đó thì nó cũng phải có đầy đủ tất cả 19 cái sở hữu tịnh hảo biến hành này. Thì 19 sở hữu tịnh hảo biến hành chúng ta vừa học đó, thì gồm có tính niệm, tàm ủy, vô tham, vô sân, hành xả. Rồi kế tiếp thì chúng ta có 6 cái cặp, tức là 12 cái đặc tính hỗ trợ cho các cái tâm và sở hữu đồng sanh.
tức là cái cặp tịnh, có tịnh thân tịnh tâm, cặp khinh thì có khinh thân khinh tâm, nhu nhu thân nhu tâm, thích thích thân thích tâm, thuần thân thuần tâm và chánh thân chánh tâm, tịnh khinh nhu thích thuần chánh. Như vậy thì mặc dù là tất cả là 17 cái, xin lỗi 19 cái sở hữu tịnh hảo biến hành, nhưng mà để mà chúng ta nhớ đó thì chúng ta nhớ là chỉ có khoảng 13 thôi. Tức là ở trên đó thì chúng ta nhớ có 7, là gồm có tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả. Ở dưới đó thì chúng ta nhớ chỉ có 6 cặp, cặp tịnh khinh nhu thích thuần chánh. Như vậy là tất cả 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. Còn các cái phần còn lại nó được thuộc về những cái phần tình sở hữu tình hảo và bất định. Thì ở trong cái sở hữu cái phần bất định này á, ở trong cái phần bất định này thì có ở trong cái phần bất định này á, thì chúng ta có cái giới, có giới phần. Có giới phần, rồi có vô lượng phần. Và ở đây là sở hữu trí tuệ. Thì giống như là ở trên cái sở hữu bất thiện á, sở hữu bất thiện chúng ta có cái phần, có cái sở hữu hoài nghi đơn lẻ riêng. Thì ở trong cái phần tình hảo á, thì chúng ta cũng có cái sở hữu trí tuệ là nằm đơn lẻ riêng. Thì ở hai phần còn lại chúng ta có cái giới phần và vô lượng phần. Cái giới phần, cái giới phần á, thì gồm có giới phần giới phần thì gồm có ba, là chánh ngữ, chánh nghiệp chánh mạng. Tôi nghĩ ba phần này các vị Phật tử nào mà chúng ta đi chùa thường thì chúng ta cũng biết. Chánh ngữ á, cái sở hữu chánh ngữ á, cái đặc tính này á, tức là nhờ cái đặc tính chánh ngữ này mà khi có mặt ở trong tâm của một chúng sinh nào thì cái chính cái sở hữu chánh ngữ đó giúp cho tâm không có thể nào mà tạo ra cái ác ngữ. Tức là nhờ cái chánh ngữ này mà cái khi đó trong cái tâm của người đó họ sẽ ngăn ngừa được cái gọi là cái khẩu ác nghiệp. Đã có cái chánh ngữ, chánh ngữ tức là trạng thái tâm, trạng thái tâm để tôi ghi luôn. Chánh ngữ là trạng thái tâm, cái đặc tính ba cái này chúng ta học chung. Cái đặc tính của chánh ngữ là ngăn ngừa khẩu nghiệp, khẩu ác nghiệp cho rõ. Thì vậy thì giống như tôi thưa với các vị khi nãy, nói đến một cái đặc tính nào đó đó, không phải lúc nào chúng ta cũng thấy cái biểu hiện. Thì tương tự như vậy đối với chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, trong rất là nhiều trường hợp là chúng ta phải hiểu là cái đặc tính đó
tức là cái khả năng nó đối trị lại cái pháp đối lập. Chẳng hạn giống như là trong khi mà vị hành giả đang tu thiền một cái đề mục nào đó đó, thì khi đó vị đó không có nói chuyện, như vậy cái chánh ngữ của vị đó là gì? Tuy rằng là vị đó không có dùng lời nói, có nghĩa là vị đó không có tạo ra cái tà ngữ hay là chánh ngữ, là bởi vì vị này không có dùng đến cái khẩu nghiệp. Tuy vậy đó, thì cái đặc tính chánh ngữ ở đây đó là cái đặc tính này nó có mặt ở trong tâm, có mặt ở trong cái tâm nào, thì cái đặc tính đó là ngăn ngừa các cái khẩu ác nghiệp. Mặc dù là có khi rất là nhiều trường hợp là cái việc ngăn ngừa đó nó chỉ là một cái đặc tính ngấm ngầm thôi, chứ nó không có cái điều kiện biểu hiện, nhưng mà vẫn được kể là chánh ngữ. Nó cũng giống như hồi nãy tôi nói với các vị là chúng ta nói về một cái món đồ mà nó có cái đặc tính là nó chống cháy, thì không có nhất thiết là khi nào có lửa thì mới có cái đặc tính đó, mà những khi không có lửa thì đặc tính nó vẫn còn đó, tức là nó không có biểu hiện ra thôi, nhưng cái đặc tính thì nó vẫn có. Thì chúng ta học về cái chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng ở trong các cái sở hữu này, thì chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa như vậy. Chứ đôi khi một số bị thắc mắc rằng là tại sao là ở trong một cái tâm đạo chỉ có một cái sát na đạo thôi, thì làm sao mà có cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng? Thì khi đó là dù là chỉ trong một cái sát na đó thôi, nhưng mà cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng ở đây đó là khi mà cái tâm đạo sanh lên đó, thì trong cái tâm đạo đó nó có cái yếu tố là nó sát trừ cái tà ngữ, tà nghiệp và tà mạng. Chính cái yếu tố đó cho nên gọi là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thì cái đặc tính của cái chánh ngữ đó là đặc tính của chánh ngữ là ngăn ngừa cái khẩu ác nghiệp. Rồi cái thứ hai là cái biểu hiện. À, xin lỗi các vị, là cái thứ hai là cái chức năng. Giúp tâm và sở hữu không làm khẩu ác nghiệp. Và số 3 là cái biểu hiện. Cái này chúng ta ghi thì ghi cho đủ thôi, chứ các vị cũng đã hiểu bài rồi. Cái nhân cần thiết này á, cái nhân cần thiết này á là nó nhiều cái thiện pháp, mà trong các cái thiện pháp đó thì phải kể đó là cái nhờ cái lòng tin, rồi nhờ cái sự cẩn trọng của niệm, rồi có nhờ có cái lòng tàm và lòng tàm, lòng ý và thiểu dục,
Dạ. Rồi cái chánh chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp. Chánh nghiệp cũng tương tự như vậy, chúng ta chỉ sửa lại thôi. Dạ. Ừ. Chúng ta ghi như Bali là Kamawaja. À, xin lỗi. Samawaja. Cái gì sửa lại tôi? Samawaja. Samawaja. Người chứng chứng nghiệp. Sama chứ không sama. Chánh nghiệp thì cũng như trên, chúng ta chỉ sửa lại cái ngăn ngừa khẩu ác nghiệp, thì ở đây sửa lại là cái thân ác nghiệp. À. Chỉ sửa lại là thân ác nghiệp giống như trên. À. Chánh mạng, à, samma chỉ quá, cái chánh mạng này á là cái sự ngăn ngừa tất cả các cái khẩu ác nghiệp, tức là ngăn ngừa các cái những cái gì mà của chánh ngữ và của cái chánh nghiệp, nhưng mà vì cái chánh mạng á, tức là để là một cái trạng thái sở hữu mà giúp cho các cái sở hữu đồng sanh cũng như là tâm á, là không rơi vào cái tà ngữ tà nghiệp, vì lý do để mưu sinh, tức là không cái chánh mạng, tức là không phải rơi vào cái thân ác hạnh hay khẩu ác hạnh hay ý ác hạnh vì cái lý do là mưu sinh. Là bởi vì sinh ra đời đó ai cũng có một cái cách mà để mà mình sinh tồn, và ở trong cái cách mà mình sinh tồn đó, đó thì là một người mà có cái tâm bất thiện đó, thì người ta dùng cái bất thiện đó để mà để chúng sinh nó sinh tồn. Nhưng mà đối với cái chánh mạng đó, tức là một cái trạng thái sở hữu mà nhờ đó mà người ta có một, dù cho vì cái lý, vì cái sự sống, thì người ta cũng phải không để rơi vào cái các cái ác nghiệp, thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp và ý ác nghiệp, thì đó là cái chánh mạng. Thì cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này nó là về cái ý nghĩa thực tính đó, thì nó cũng giống như trên, tức là gồm cái đặc tính đó, thì ngăn ngừa cái chánh ngữ đó, là ngăn ngừa cái khẩu ác nghiệp, chánh nghiệp đó, là ngăn ngừa cái thân ác nghiệp, còn chánh mạng á, thì ngăn ngừa cái thân, cái khẩu, cái ý ác nghiệp không vì mục đích mưu sinh mà làm những cái ác nghiệp đó.
Đó là cái ý nghĩa của cái chánh mạng. Thì ở đây chúng tôi cũng lặp lại đó là trong một số cái trường hợp á, là cái chánh mạng á, khi đó được hiểu là cái khả năng sát trừ hay khả năng loại trừ cái việc nuôi mẹ cái lối sống tà mạng, thì cái khả năng loại trừ đó nó được gọi là chánh mạng. Nó giống như là ở trong y khoa người ta có nói đến một cái kháng thể, tức là một cái khả năng mà đối kháng lại một cái loại vi khuẩn hay là một cái loại vi trùng nào đó. Thì cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng được kể ở trong phần sở hữu thì chúng ta phải hiểu như là một cái kháng thể của thiện pháp. Cái kháng thể này đó để kháng lại cái tà ngữ, tà nghiệp và tà mạng, thì cái kháng thể đó được gọi là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Và chỉ có như vậy đó thì chúng ta mới thấy rằng là tại sao mà trong cái tâm đạo chỉ có một cái sát na đạo thôi, thì làm sao mà nếu mà chúng ta chỉ hiểu cái chánh mạng giống như là cái sự nuôi mạng chân chánh, tức là chúng ta không làm những cái nghề nghiệp mà phạm vào cái thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp và ý ác nghiệp, thì làm sao trong một cái sát na ngắn ngủi như vậy thì làm sao mà có cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng được. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng là cái chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng ở trong cái sở hữu tâm này là chỉ nói đến một cái yếu tố, mà nhờ cái yếu tố đó, đó nếu mà được phát triển ở trong cái tâm đại thiện một cách mãnh liệt đó, thì nó trở thành những cái nó trở thành cái giới phần hay là những cái giới điều. Rồi mà nếu mà nói trong cái chi ly đó, thì khi đó cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó, là một cái yếu tố đề kháng với các cái ác nghiệp, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. Rồi cái phần tiếp theo gọi là vô lượng phần. Vô lượng phần thì gồm có hai, tức là bi và tùy hỷ. Bi là karuna, và tùy hỷ là mudita. Cái vô lượng phần này á, thật ra vô lượng phần này gồm có bốn. Vô lượng phần này còn được gọi là tứ vô lượng tâm. Vô lượng phần này gọi là tứ vô lượng tâm. Tứ vô trong cái tứ vô lượng tâm này đó, thì gồm có tứ vô lượng tâm này gồm có từ bi, hỷ và xả. Nhưng mà tại sao ở trong cái vô lượng phần, trong cái vi pháp chúng ta học ở đây á, thì lại chỉ có hai, tức là bi và tùy hỷ, không có từ và xả? Thì thật ra từ á, chính là cái chi tính niệm tàm úy vô tham vô sân và hành xả. Thì vô sân ở đây, vô sân chính là từ. Còn cái ta trăm mấy chất ta hành xả này thì nghĩ như là hành xả. Do vì hai cái vô lượng tâm đầu được kể ở trong cái phần biến hành, cho nên cái phần vô lượng phần, cái vô lượng phần là hai cái này, thì chỉ còn có cái là bi tùy hỷ thôi. Ở đây gọi là vô lượng á, gọi là vô lượng á, là do vì nói đến cái đối tượng tu tập. Khi bước đầu tu tập đó, một người có cái lòng từ bi, hỷ xả đối với chúng sinh á, thì với một người mới bắt đầu tu tập á, thì cái lòng từ đó, đó nó có giới hạn. Cái lòng bi có giới hạn và hỷ xả cũng vậy. Nhưng mà khi mà lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả được tu tập đến cái giai đoạn viên mãn, tức là hay còn gọi là cái giai đoạn thiền
kiên cố định á, thì khi đó lòng từ của vị hành giả đó, của người chứng thiền đó, đó đối với chúng sinh nó là vô lượng chứ không còn giới hạn. Chẳng hạn giống như lúc đầu á, thì chúng ta chỉ có thể có lòng từ đối với một số chúng sinh chứ không phải tất cả chúng sinh, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả cũng vậy. Nhưng mà do vì bốn cái pháp này đó, khi mà tu tập viên mãn á, thì cái đối tượng nó trở thành vô lượng, cho nên cái bốn cái đức tính này gọi là vô lượng tâm. Và cái vô lượng tâm này nó còn có một cái tên gọi khác nữa là phạm trú. Nghĩa là phạm trú, gọi là chữ Pali là chữ chữ Brahmavihara đó. Gọi là phạm trú là bởi vì một người mà có bốn cái đức tính này á, thì cái đời sống họ an lạc, giống như là họ đang sống ở trên cái cõi phạm thiên. Và phạm trú tức là sống như phạm thiên, tức là vị trời phạm, một vị bề trời phạm thiên á, thì luôn luôn sống được an lạc ở trong thiền định, không có bị những cái khổ lụy giống như là chúng sinh ở cái khổ dục, mà không có bị cái khổ thân khổ tâm giống như là những chúng sinh ở cái cõi khổ, mà cũng không có bị chi phối bởi các cái dục lạc giống như là chư thiên ở cái cõi dục. Mà vị này, nếu mà vị đó nó là tu tập tứ vô lượng tâm đó, thì vị này sống với cái hạnh phúc của một người chứng được cái tứ vô lượng tâm rồi, hoặc là các cái hạnh phúc của các cái tầng thiền tương tự. Do vì một người tu bốn cái vô lượng tâm này đó mà có được cái hạnh phúc như là vị phạm thiên, cho nên là cái phần vô lượng phần này nó còn có một cái tên gọi khác, đó là phạm trú. Như vậy bi đã lại hai cái sở hữu, bi và tùy hỷ. Bi là cái trạng thái tâm trắc ẩn trước cái khổ của chúng sinh khác, còn hỷ là cái trạng thái tâm vui thích với cái hạnh phúc của chúng sinh khác. Thì một cái đó là cái đối tượng, nó bi là đối tượng chúng sinh đang khổ, và cái hạnh phúc là cái đối tượng là chúng sinh đang cái tùy hỷ là cái đối tượng chúng sinh đang hạnh phúc. Cái trạng thái của tâm bi đó nó giống như là một người mẹ mà nhìn đứa con mình đang gặp khổ, giống như nó đang bệnh hay vân vân, thì khi đó bà mẹ khởi lên cái lòng trắc ẩn thương xót, thì đó gọi là bi. Còn tùy hỷ đó, tức là giống như là nhìn thấy đứa con của mình nó vui vẻ, nó mạnh khỏe, nó thành đạt, mình vui thích theo, nó gọi là tùy hỷ. Như vậy thì hai cái đối tượng, hai cái trạng thái tâm bi và tùy hỷ này, tuy rằng đều lấy cái chúng sinh làm đối tượng, nhưng mà cái đối tượng đó, đó thì nó có khác nhau. Bi thì lấy cái đối tượng chúng sinh đang khổ, còn tùy hỷ là lấy đối tượng chúng sinh đang hạnh phúc. Đó là cái phần vô lượng phần. À, các vị quên, các vị ghi bài luôn chứ. Bi, xã hội bi. Bi Karuna. Karuna. Cái đặc tính á, là không muốn chúng sanh khát khổ, hay là chức năng
trắc ẩn trước nỗi khổ của chúng sinh khác. Cái biểu hiện á, hiện là lòng vô hại, rồi cái thứ tư á là nhân cần thiết. Thấy chúng sanh khác khổ. Đó là cái bậc xã hữu bi, xã hữu tùy hỷ thì cũng giống như vậy thôi, nhưng mà ngược lại. Xã hữu tùy hỷ mudita. Đặc tính của xã hữu tùy hỷ là vui thích, thích với hạnh phúc, phục chúng sinh khác. Ở trong cái tập Túc Hành Tông á, nó có cái pháp môn gọi là tùy hỷ. Nhưng mà ở đó là tùy hỷ cái công đức của chúng sinh khác. Còn ở trong cái tùy hỷ của tứ vô lượng tâm á, là tùy hỷ cái hạnh phúc của chúng sinh khác. Nó khác nhau cái chỗ đó. Cho nên các vị học ở đây lưu ý. Cái tùy hỷ ở trong cái thập phúc hành tông á, là cái tùy hỷ với cái biệt hiện của người khác. Ví dụ như lấy thấy người khác dự giới, người khác tu thiền, hay là thấy người khác làm cái công đức á, mình vui thích cái công đức của người khác đó. Nó là cái tùy hỷ ở trong cái thập phúc hành tông. Còn cái tùy hỷ ở trong vô lượng phần này, hay là nói rộng hơn là tứ vô lượng tâm á, thì cái đặc tính của tùy hỷ này là thấy cái hạnh phúc của chúng sinh khác, thấy người khác hạnh phúc là mình vui theo họ thôi, chứ không nhất thiết rằng là cái hạnh phúc đó phải thuộc về, nó không nhất thiết là cái đó phải là cái thiện pháp. Ví dụ giống như là thấy người khác họ được giàu có đó, thì mình cũng vui với cái hạnh phúc của họ, vậy như vậy đó. Chứ không phải là chỉ có cái vui thích theo cái thiện pháp. Các vị lưu ý cái đó. Cái hai là chức năng. Nó là không ganh ghét, là không đố kỵ, ganh ghét. Ba là cái biểu hiện tâm mà sở hữu loại trừ lòng đố kỵ,
Từ từ. Nhân cần thiết. Là hạnh phúc của chúng sinh ta. Yeah, đó là hai câu nửa phần. Như vậy chúng ta còn một cái sở hữu sau cùng là cái sở hữu trí tuệ. Sở hữu trí tuệ. Cái sở hữu trí tuệ này à, chúng ta xài là sở hữu vô si ám môn ha. Thì nó cũng cái sở hữu vô si á cũng giống như là cái sở hữu tham, vô tham và vô sân. Vô tham là cái đặc tính là cái sở hữu nó là đối trị lại cái sở hữu tham. Vô sân thì đối trị lại sở hữu sân. Thì tương tự sở hữu vô si là cái sở hữu mà đối trị lại lại cái sự mê mà sự si mê. Thì cái đặc tính nó chỉ ngược lại với cái si thôi. Si nó là cái trạng thái mê mờ, thì cái sở hữu vô si đó sở hữu vô si đó là hiểu đúng bản chất sự vật. Tại do vì cái sự si mê, cái sự mê mờ cho nên nhìn không có rõ, vì cái sự vật cho nên hiểu sai. Còn cái sở hữu vô si đó là cái đặc tính đó là do vì không còn mê mờ cho nên cái đặc tính của nó là hiểu đúng cái bản chất của sự thật. Rồi cái chức năng là soi rọi cảnh sở tri, soi rọi cảnh sở tri. Cảnh sở tri tức là cái đối tượng à, cảnh sở tri này tôi cố tình tôi xài cái chữ này để sau này chúng ta sẽ học nhiều cái đối tượng biết. Đối tượng tâm biết gọi là cảnh sở tri. Đối tượng tâm biết, tôi không phải cố định dùng cái từ lạ, nhưng mà do vì cái cảnh sở tri này hay dùng trong nhiều pháp cho nên tôi ghi như vậy sẵn chúng ta học luôn. Rồi cái biểu hiện là không mê lầm. Rồi cái điều kiện nhân cần thiết. Là khéo suy tư. Khéo suy tư, khéo suy nghĩ là một trong nhân để phát sanh trí. Tất nhiên khi mà nói ra cái nhân mà phát sanh trí đó thì có rất là nhiều, nhưng mà cái
nguyên nhân mà tiêu biểu nhất á, tức là cái sự khéo suy tư. Thì cái sự cái sở hữu vô si đó là đồng nghĩa với trí tuệ. À, ở đây chúng ta ghi là đồng nghĩa với trí tuệ. Nhưng mà ở đây chúng ta không có dùng sở hữu trí tuệ, thỉnh thoảng thôi. Ví dụ như là tôi nói là một cái tâm hợp trí, thì khi đó chúng ta phải hiểu rằng là sở hữu vô si. Nhưng mà trong chữ Bali đó thì vẫn gọi về chữ Amoha, tức là để nhất quán với cái trong cái sáu nhân. Chúng ta có cái nhân tham, tức là sở hữu tham. Nhân sân là sở hữu sân. Nhân si là sở hữu si. Rồi nhân vô tham, vô sân thì chúng ta học ở trong sở hữu tịnh hảo biết hành. Và bây giờ là cái sở hữu vô si, tức là trí tuệ đó, tức là gọi là cái sáu nhân tương ưng. Thì với cái tâm nào mà có những cái nhân này, nó gọi là cái tâm hữu nhân. Và cái tâm nào mà không có cái không có sáu cái nhân này, nó thì được gọi là cái tâm, gọi là cái tâm vô nhân. Thì bài học ngày hôm nay á, là chúng ta học hết về 52 cái sở hữu tâm. Thì trong 52 sở hữu tâm á, tôi nhắc lại thì gồm có 13 sở hữu tợ tha. 13 sở hữu tợ tha tức là 13 cái đặc tính của tâm, mà những đặc tính này đó, nó không có cái tánh thiện ác riêng biệt, mà nó đi theo tâm thiện thì nó sẽ trở thành thiện, đi với cái tâm bất thiện sẽ trở thành bất thiện, đi với vô ký thì trở thành vô ký. Cho nên 13 cái sở hữu này, 13 cái đặc tính này được gọi là đặc tính tợ tha. Trong 13 đặc tính tự tha đó thì có 7 cái đặc tính biến hành, tức là 7 cái đặc tính mà ở trong tất cả các 121 tâm, tâm nào cũng có. Cái phần thứ hai tức là sở hữu biệt cảnh. Biệt cảnh tức là nó cũng là những cái đặc tính giống, nó cũng là những cái đặc tính tự tha, nhưng mà nó không phải là phổ quát cho tất cả các tâm, mà nó chuyên biệt một số tâm có và một số tâm không, cho nên gọi là biệt cảnh. Đó là cái phần 13 sở hữu tợ tha. Cái phần thứ hai đó là cái phần sở hữu bất thiện. Phần sở hữu tâm bất thiện này đó, thì nó chỉ có đi với cái tâm bất thiện thôi. Và ở trong cái phần sở hữu tâm bất thiện đó, thì chúng ta có những phần đó là cái sở hữu cái si phần, hay còn gọi là cái bất thiện biến hành. Tức là ở trong tất cả các cái tâm bất thiện nào cũng đều có si phần. Thì gồm có si vô tạm, vô ý và phóng dật. Cái phần thứ hai gọi là tham phần. Thì chúng ta có tham tài kiến ngã mạn. Phần thứ tư là sân phần, là sân tật lẫn hối. Và phần thứ năm là hôn phần, vì gồm có hai cái sở hữu hôn trầm và thị miên. Và cuối cùng là sở hữu hoài nghi. Đó là cái phần sở hữu bất thiện. Rồi cái phần thứ ba trong sở hữu đó là cái phần sở hữu tịnh hảo. Thì trong phần sở hữu tịnh hảo này đó, thì chúng ta cũng có hai phần. Thứ nhất là cái phần sở hữu tịnh hảo biến hành, và thứ hai là cái phần bất định. Cái phần sở hữu tịnh hảo biến hành đó, thì đó là những cái phần mà tất cả những cái tâm tịnh hảo nào cũng có. Thì chúng ta gồm có tín niệm tạm ủy vô tham vô sân hành xả. Và chúng ta có cái sáu cặp sở hữu, thì gồm có tịnh, khinh, nhu, thích, thuần, chánh. Mỗi loại như vậy đó được chia làm hai, thân và tâm. Thân tức là sở hữu, và tâm là 121 tâm. Rồi cái phần bất định đó, thì chúng ta có ba phần là giới phần, thì gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Phần thứ hai là vô lượng phần, gồm có bi và tùy hỷ. Phần cuối cùng là sở hữu vô si, chính là trí tuệ. Thì bài học ngày hôm nay thì chúng ta kết thúc về cách để học hết về cái ý nghĩa khái quát của tất cả 121 tâm và 52 sở hữu. Bài học kế tiếp thì chúng ta sẽ học về cái sự phối hợp giữa tâm và sở hữu, tức là cái phần trong một tâm á, mà có bao nhiêu sở hữu, và trong sở hữu á, thì có bao nhiêu tâm. Thì phần này đó, thì cũng tương đối là dễ, nó chỉ hơi chỉ có điều chúng ta nên để ý một chút xíu á, thì chúng ta sẽ nắm phần này. Và nó cũng là một cái phần quan trọng, là bởi vì sau này khi mà chúng ta có bao nhiêu loại tâm thì lập tức là chúng ta phải biết rằng là trong bao nhiêu loại tâm đó là có bao nhiêu sở hữu. Ví dụ giống như người ta nói đến 12 tâm bất thiện, thì chúng ta phải lập tức biết rằng là trong 12 tâm bất thiện đó sẽ bao gồm tất cả những sở hữu gì.
rồi trong tám cái tâm đại thiện thì tám tâm đại thiện đó là có bao nhiêu sở hữu. Thì bằng ngày học ngày hôm nay thì chúng ta học cũng cũng hết giờ. Thì quý vị nào mà chúng ta có câu hỏi đó thì các vị hoan hỷ gửi vào cái để cái phần tin nhắn ở trong cái lớp học chùa xử lý đó. Thì hôm sau tôi sẽ cố gắng tôi trả lời cho các vị. Và vừa rồi hôm trước đó, tôi có nhận một cái bản tóm tắt của một vị Phật tử học viên nào đó. Thì tôi sẽ tìm lại và tôi sẽ xem trong cái phần tóm tắt đó thì tôi có những vị học viên họ tóm tắt bài rất là tốt. Thì qua cái phần tóm tắt của các vị học viên đó tôi biết rằng là các vị đó có nắm được bài vở hay không. Và bây giờ thì cũng hết cái thời gian. Chúc tất cả các vị an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin lễ sư, xa thú lành thai.